Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thêm một vụ xả súng kinh hoàng tại nước Mỹ, làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ yêu cầu treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân, trong khi lãnh đạo các quốc gia khác đều bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn. Chiều cường đã khiến một đoạn đê bao tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bị vỡ trong sáng nay, hàng chục nhà dân đã bị ngập sâu trong nước. Nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm từ thói quen ăn thịt sống tại một số làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ. Khai mạc hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản. Cây thông Noel đặc biệt được làm từ những hộp sữa dành cho trẻ em nghèo tại Hy Lạp. Trong suốt một ngày qua, người dân nước Mỹ, đặc biệt là những bậc phụ huynh đã phải trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng nhất khi lại có thêm một trường học bị tấn công bằng súng. Một thanh niên mới 20 tuổi đã xông vào trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut vào sáng qua theo giờ Mỹ, xả súng điên cuồng làm ít nhất 27 người, trong đó có 20 trẻ em thiệt mạng. Đây được coi là vụ thảm sát trường học nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ. Buổi sáng ngày 14 tháng 12 đã trở thành thời khắc đen tối của trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut nói riêng và người dân Mỹ nói chung. Mặc một bộ đồ đen, trên người trang bị nhiều vũ khí và dường như còn mặc cả một chiếc áo chống đạn. Tên sát nhân có tên Adam Lanza, 20 tuổi, bắt đầu xả súng vào khu vực đông đúc của trường. Nơi đầu tiên mà hắn xả súng là ở khu vực nhà mẫu giáo, nơi mẹ hắn từng làm việc. Những nạn nhân xấu số ở trong độ tuổi từ 5 đến 10. Cuộc bắn giết của Lanza kết thúc khi y tự kết liễu tính mạng của mình. Trong số những người thiệt mạng có cả hiệu trưởng và chuyên gia tâm lý của trường. Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy hàng chục tiếng nổ, nhưng hiện chưa rõ có tay súng thứ hai tham gia trong vụ tấn công này hay không. Ngay sau vụ xả súng, Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, đồng thời các nhà lãnh đạo trên thế giới đều bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn. Australia đau buồn với nước Mỹ vào ngày hôm nay sau vụ xả súng nhằm vào các em nhỏ và giáo viên ở trường tiểu học ở Connecticut. Giống như Tổng thống Obama và những người bạn Mỹ, trái tim của chúng tôi cũng tan vỡ. Chúng tôi chia sẻ đau buồn của người Mỹ cho hành động độc ác vô nghĩa này. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tuyên bố mục tiêu tấn công trẻ nhỏ thật tàn ác và không thể tưởng tượng được. Hoảng loạn và khiếp sợ tột độ, đó là những gì mà người ta miêu tả về cảm xúc của những người dân Mỹ trong và sau vụ xả súng nói trên. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nỗi đau về một vụ thảm sát kinh hoàng sẽ còn ám ảnh người dân Mỹ trong một thời gian dài nữa. Những giọt nước mắt, những tiếng la hét và sự hoảng sợ là những gì mà vụ thảm sát gây ra. 600 học sinh và hàng nghìn bậc phụ huynh đã bật khóc khi tìm thấy nhau. Mọi người đều chạy đến để xem bọn trẻ thế nào. Tôi không kịp chen vào đó. Tình hình vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy con gái mình. Một người bạn của tôi đã dẫn tôi đến chỗ con bé. Tôi chỉ biết ôm chặt con. Cảm giác lúc đó thật nhẹ nhõm. Nhưng lại có những phụ huynh lại không được hưởng niềm may mắn như vậy. Tôi không tìm thấy con tôi đâu. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Và giọt nước mắt cảm thông cũng lăn dài trên gương mặt của Tổng thống Obama, người cha của hai cô con gái, khi ông nói rằng trái tim của ông như đã tan vỡ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thảm kịch như thế này trong vài năm qua. Và mỗi lần nghe tin, tôi phản ứng không phải trong tư cách một tổng thống, mà là tư cách của một bậc phụ huynh như bất cứ người nào khác đều làm vậy. Nỗi đau này còn dành cho cả gia đình của hiệu trưởng trường Sandy Hook, bà Dawn Lafferty Hosbrung. Do không khóa được phòng, nữ hiệu trưởng này đã dùng thân mình để chèn cửa, bảo vệ các học sinh ở bên trong. Bà bị kẻ sát nhân bắn chết. Sau vụ thảm sát, khi được cảnh sát hỏi về vụ việc, nhiều học sinh đã trả lời trong sự hoảng loạn tột cùng. Lúc đó, cháu đang ở trong phòng tập thể thao. Chúng cháu nghe thấy rất nhiều tiếng nổ và chỉ nghĩ rằng bác bảo vệ đang gõ một thứ gì đó. Nhưng sau đó, chúng cháu nghe thấy những tiếng hét. Và với người có mặt xung quanh, không ai có thể tin được những chuyện đã xảy ra. Đây là một thành phố tươi đẹp. Sandy Hook là một trường học rất tốt và đã được công nhận trên toàn quốc. Nơi đây vốn rất an toàn.
chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì lớn. Trong ngày hôm nay, nhiều lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại các nhà thờ của Mỹ. Và lúc này, người dân thế giới đã thấy được sự đồng lòng, sẻ chia của người dân Mỹ. Họ đã không thể nén được cảm xúc của mình khi cùng khóc và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số. Một lần nữa, vấn đề thắt chặt kiểm soát việc tiếp cận và sở hữu súng lại được thổi bùng lên tại Mỹ. Và người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi liệu một vụ xả súng tương tự có tiếp tục xảy ra nữa hay không, và liệu có thêm những người vô tội thiệt mạng nữa hay không nếu như vấn đề súng đạn ở đây vẫn không được kiểm soát chặt chẽ. Vụ xả súng đẫm máu được coi là nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ ngày hôm qua cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một loạt các vụ xả súng chết người tại đất nước này nhằm vào mục tiêu là học sinh và sinh viên. Ngày 20 tháng 4 năm 1999, một vụ thảm sát đã xảy ra tại trường trung học Columbine thuộc quận Jefferson thuộc tiểu bang Colorado. Thủ phạm gây ra vụ tàn sát trong trường học này là hai học sinh Eric Harris và Dylan Klebo. Chúng dùng súng giết chết một giáo viên, 12 học sinh và gây thương tích cho 24 người khác trước khi tự sát. Ngày 2 tháng 10 năm 2006, Charlotte Roberts, 32 tuổi đã tấn công vào trường tiểu học Georgetown dành cho trẻ từ 6 tới 13 tuổi, mang theo 3 khẩu súng. Roberts đã buộc một phụ nữ mang thai và 3 người khác có con nhỏ cùng 15 nam sinh đi ra ngoài và bắt giữ 11 học sinh khác làm con tin. Sau khi trói chân, trói tay các nạn nhân, Robert đã bắn chết 5 học sinh và khiến 6 học sinh khác bị thương trước khi tự sát. Vụ xả súng trường học kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra tháng 4 năm 2007, khi một sinh viên rối loạn thần kinh xả súng giết hại 32 người và bắn bị thương 25 người khác trước khi tự sát ngay tại khuôn viên trường Đại học Công nghệ Virginia. Quay trở lại với các thông tin trong nước đáng chú ý, ngày hôm nay do khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu dần nên nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục nhích lên, cao nhất có nơi đến 30 độ C. Nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi nắng nóng chói chang xuất hiện vào giữa mùa đông. Tuy nhiên, trao đổi với kênh VTC14, đại diện của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định đây là hiện tượng thời tiết bình thường. Nền nhiệt ghi nhận được vào hồi 13 giờ trưa nay tại các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, phổ biến từ 26 đến 28 độ, tăng thêm 2-3 độ so với ngày hôm qua. Riêng một số khu vực như Mai Châu, Hòa Bình là 30 độ, Yên Châu, Sơn La là 29 độ. Nguyên nhân là do áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển ra phía đông, tạo điều kiện cho vùng thấp phía tây phát triển, khiến trời quang mây, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp xuống bề mặt. Ngoài ra, do độ ẩm trong không khí còn khá cao, phổ biến trên 50%, điều này đã tạo ra cảm giác khá oi bức cho người dân, đặc biệt là những người lưu thông trên đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay đến hết ngày thứ hai đầu tuần tới, miền Bắc sẽ có dạng thời tiết khá ổn định, với sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào đêm và sáng, trưa và chiều trời sẽ giảm mây hưởng nắng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay, hàng chục hộ dân và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 đã phải chạy lụt khi một đoạn đê bao bất ngờ bị nước chiều cường dâng cao làm vỡ. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại, nhưng khoảng 15 hectare diện tích đất đã bị nhấn chìm trong nước. Khoảng 6 giờ sáng, đoạn đê bao dài khoảng 8 mét thuộc tổ 41, khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12 bị vỡ, khiến toàn bộ khu vực chìm trong nước, có nơi ngập sâu hơn 1 mét. Sự việc diễn ra khá nhanh nên người dân không kịp ứng phó, nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà bị nước cuốn trôi. Ngoài ra trong khu vực có một số công ty nên nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm và máy móc bị nước làm hư hỏng. Theo người dân trong khu vực cho biết, đoạn đê bao đã bắt đầu vỡ từ một ngày trước, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng ứng cứu. Tuy nhiên đến rạng sáng, thủy triều dâng cao hơn 1,6 mét khiến áp lực nước tăng mạnh làm đê bao vỡ hoàn toàn. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã dự báo mức nước tại trạm Phú An rơi vào khoảng 1,62 m và sẽ rút dần trong 4 ngày kế tiếp. Ngay sau sự cố, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an quận 12, thanh niên xung phong huy động gần 200 người ứng cứu, đắp lại đê bao, đóng cửa trạm gia cố. Đến trưa cùng ngày, nước đã bắt đầu rút, nhưng hàng chục nhà dân vẫn phải tiếp tục thu dọn vật dụng vì lo sợ thủy triều tiếp tục dâng cao đột ngột. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ và chuyển hồ sơ đối tượng vi phạm cùng tăng vật cho cơ quan chức năng thụ lý. Trước đó, vào ngày 12 tháng 12 nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm bao vây tiểu khu 790 xã Trà Leng và bắt giữ Đinh Văn In, 31 tuổi, trú tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Qua đấu tranh, đối tượng In khai nhận cùng với Hùng, Sĩ và Nhất đều trú ở xã Trà Tân tổ chức khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 790. Đây là khu vực rừng phòng hộ có nhiều loại gỗ quý hiếm, nằm giáp danh với huyện Bắc Trà My.
Theo các cán bộ kiểm lâm, từ ngày có thủy điện Sông Chanh 2, lâm tặc thường xuyên vào tiểu khu 790 khai thác gỗ trái phép để vận chuyển ra lòng hồ thủy điện Sông Chanh 2 rồi đưa đi tiêu thụ. Sau 4 năm khởi công xây dựng vào ngày hôm nay, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tại địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được khánh thành và đưa vào khai thác. Dự án được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt và sân bay quốc tế Phú Quốc là sân bay đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn kể từ ngày thống nhất đất nước. Dự án được khởi công năm 2008 do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường băng hạ cất cánh dài 3.000 m, rộng 45 m. Sân đậu máy bay được xây dựng bằng kết cấu bê tông xi măng với 5 vị trí đậu máy bay Boeing 747 hoặc có thể bố trí chỗ đậu cho 8 máy bay Airbus A321. Các hạng mục quan trọng khác như đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách, phòng chờ được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Để thu hút đầu tư, sân bay quốc tế Phú Quốc sẽ áp dụng cơ chế giảm giá thích hợp cho các hãng hàng không khai thác, mở đường bay mới, đồng thời cung ứng các dịch vụ hàng không và phi hàng không phù hợp với đặc thù của đảo Phú Quốc. Việc đưa sân bay quốc tế Phú Quốc vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các vùng phụ cận trong tương lai. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa cho lắp đặt và vận hành 23 camera giám sát đô thị tại những nơi đông người. Đây được coi là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã hội và phòng chống trộm cướp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Những điểm được chọn để lắp đặt camera giám sát là bến tàu Cánh Ngầm, bến xe Đài Liệt Sĩ, các ngã ba, ngã tư đông người và những đường có đông phương tiện tham gia giao thông như Ba Cù, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Dự án này do Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư với tổng giá trị là 4,9 tỷ đồng. Những camera này sẽ truyền hình ảnh về hai màn hình đặt tại trụ sở công an và trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu bằng hệ thống cáp quang. Camera quan sát được đặt trên những thanh sắt dài khoảng hơn 1 mét. Thanh sắt lại được gắn vào trụ điện chiếu sáng để camera nằm gần giữa lòng đường. Hệ thống lưu giữ tại trung tâm xử lý sẽ lưu lại hình ảnh trong vòng 30 ngày. Ngồi tại trung tâm xử lý, người điều khiển có thể cho xoay camera theo nhiều hướng hoặc zoom. Được biết, sắp tới thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị xử lý tự động ghi lại hình ảnh để xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chở quá khổ, đi sai làn đường. Vào lúc 16 giờ chiều nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Đồng Tâm nằm trên đường Đại La, Hà Nội. Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những người chứng kiến cho biết sau nhiều tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên từ gian hàng của ông Nguyễn Văn Ngọc ở tầng 2 của chợ. Đây là nơi bán vàng mã nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang nhiều gian hàng bên cạnh. Các hộ kinh doanh khác cũng phải sơ tán hàng hóa để chống cháy lan. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã phải huy động thêm 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khu đường qua chợ Đồng Tâm cũng được phong tỏa để đảm bảo công tác cứu hỏa. Đến khoảng 17:30 đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hàng hóa của 3 gian hàng đã bị thiêu rụi. Người dân cho biết nguyên nhân có thể là do chập điện. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, một xe tải đã lật nhào trên quốc lộ 1A đoạn qua ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 50 con dê trên xe đã bị rơi xuống đường. Chiếc xe tải bị lật mang biển kiểm soát 85C00830 do tài xế tên Tuấn điều khiển, cùng phụ xe và chủ hàng đang lưu thông trên quốc lộ 1A để chuyển hơn 50 con dê thịt từ Ninh Thuận đi An Giang. Khi đến gần ngã tư Bà Điểm thì chiếc xe tải bất ngờ mất lái, đâm vào hàng rào phân cách, tông bật một trụ sắt rồi lật nhào. Hơn 50 con dê nằm la liệt trên đường, trong đó có khoảng 10 con bị thương và chết. Sự cố cũng khiến phụ xe và chủ hàng bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn. Đến gần 9 giờ sáng, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với một số trường đại học tổ chức lễ phát động chương trình sinh viên tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Hơn 2.000 sinh viên của 4 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia buổi lễ. Mục đích của lễ phát động nhằm kêu gọi sự tham gia tích cực của sinh viên đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các trường học trên cả nước cũng cần đẩy mạnh việc kiểm soát đảm bảo an toàn tại các bếp ăn tập thể của nhà trường để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên học sinh. Tại lễ phát động, Bộ Y tế thừa nhận rằng tình hình an toàn thực phẩm trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, tình trạng tại các bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, tình trạng sử dụng phụ gia độc hại không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Để phần nào khắc phục được những hạn chế trên, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm.
Để khắc phục những hạn chế của các năm trước, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức kế hoạch tạo nguồn hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ dịp Tết, đồng thời ban hành các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh kiểm tra liên ngành nhằm nâng cao ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh gia cầm lậu, hoa quả nhập lậu có lượng hóa chất tồn dư cao và chất bảo quản độc hại, xây dựng các mô hình thí điểm chợ an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng. Còn sau đây sẽ là một câu chuyện khá đặc biệt liên quan đến ăn uống. Tập tục ăn uống có thể làm nên bản sắc văn hóa của một địa phương, nhưng đôi khi nó cũng là nhân tố quyết định đến tình trạng sức khỏe hay bệnh tật của người dân. Trong khi các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày thì vẫn nhắc nhở lại cụm từ ăn chín uống sôi, thì ở miền Bắc vẫn đang có một làng coi thịt sống là món ăn đặc sản và đáng tự hào, bất chấp những nguy cơ hiển hiện về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong một mâm cỗ đặc trưng của làng Vị Thủy, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, món phải có là một quả nem thịt. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ nó giống như nem tai của Thanh Hóa hay nem phùng của Hà Nội, nhưng bên trong thì không phải như vậy. Một miếng thịt nạc còn tươi được thái thành những miếng nhỏ, sau đó trộn với tỏi và gia vị, thêm một ít thính gạo và nặn thành từng nắm, gọi là quả nem. Màu nem là nó phải đỏ thì mới đạt tiêu chuẩn. Thế còn mà trần chín thì nó trắng là thì không thành nem. Và rồi những quả nem này, không qua bất kỳ một khâu chế biến nào nữa, được đưa thẳng lên những mâm cỗ, phục vụ trực tiếp cho thực khách. Và như vậy, nói là ăn thịt sống cũng chẳng sai. Món nem thịt sống đã có từ bao đời nay. Với những bữa cỗ ở đây thì nó quen tới mức chưa bao giờ những người dân quan tâm đến việc có hay không nguy cơ nhiễm bệnh từ cái món được coi là đặc sản này. Họ luôn khẳng định là không có chuyện mắc bệnh do ăn thịt sống. Chưa bao giờ trường hợp nào ăn mà mắc phải cái nguy cơ hiện tượng xảy ra, thí dụ như là tiêu chảy hay bất kể một cái loại gì. Nhưng những bản báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh Thái Bình cho thấy một thực tế khác. Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, số bệnh nhân mắc tiêu chảy ở huyện Thái Thụy luôn cao nhất tỉnh, mà nguyên nhân gây bệnh đương nhiên có thể có từ những quả nem kia. Thực ra thì hiện tại bây giờ thì cái điều tra dịch tễ học ở vùng Thái Thụy để có một cái đống thống kê có cái liên quan, cái sự liên quan giữa ăn gỏi cá hay gỏi thịt để có cái bệnh run sán thì chưa có. Không dừng lại ở bệnh tiêu chảy, nguy cơ lớn nhất từ món thịt lợn sống là bệnh ấu trùng sán lợn, một căn bệnh mà hàng năm ở nước ta có hàng ngàn trường hợp. Biến chứng của nó có thể nhìn thấy như tê liệt chân tay, mù mắt hoặc là bại não. Ở Thái Bình là cái huyện Thái Thụy là cái điểm nóng về dịch tễ của bệnh ấu trùng sán lợn, và trên thực tế là rất nhiều bệnh nhân từ Thái Thụy, Thái Bình gửi lên Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai và cũng như là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã điều trị, và cho đến nay thì cái tình hình bệnh ở cái vùng đó vẫn còn tiếp diễn. Vẫn biết rất khó để có thể thay đổi một tập tục vốn có từ lâu đời, nhất là tại những vùng quê. Nhưng rõ ràng không phải phong tục tập quán nào cũng được coi là thuần phong mỹ tục. Và xét trên góc độ khoa học hay vệ sinh an toàn thực phẩm thì thịt lợn sống không bao giờ được coi là một mỹ vị. Giới trẻ, trong đó có sinh viên, luôn là những người đi đầu trong các hoạt động tình nguyện như là tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo. Song có lẽ sinh viên làm tình nguyện viên thử thuốc thì vẫn còn khá lạ lẫm với số đông mọi người. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu một phần về công việc được coi là bí hiểm, không ít áp lực và cũng đầy hoài nghi này. Thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Sau khi ăn sáng, lịch trình làm việc ngày hôm nay của những bạn trẻ này được bắt đầu bằng việc uống thuốc.
và sau đó là 14 lần lấy máu xét nghiệm theo các khung giờ đã định. Những ống máu này sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm để đánh giá chỉ số hấp thụ của thuốc trong cơ thể. Các khung này phải được tuân thủ một cách chính xác. Đó là những hình dung cơ bản nhất về tình nguyện viên thử thuốc, những người được ví như chuột bạch. Khi mà lần đầu tiên tôi bị chọc kim vào tay để lấy máu thì tôi cũng cảm thấy hơi sợ và vẫn còn hơi đau. Nhưng mà tôi nghĩ là sau mấy lần nữa sẽ đỡ hơn. Cái lần thứ nhất ấy, tham gia thì lúc đầu cũng thấy hơi sợ một chút. Bởi vì dù sao cảm giác lấy máu mà. Nhưng mà sau khi hiểu được cái vấn đề mà cái mức độ an toàn của lần thử thuốc này thì và cũng sau lần thử kim đầu tiên ấy, thì cái cảm giác sợ nó cũng qua đi rất là nhanh. Nếu những thí nghiệm khác có thể tiến hành trên động vật thì thử tương đương sinh học thuốc lại bắt buộc phải thử trên người. Do đó, mỗi nghiên cứu ở dạng này đều cần những tình nguyện viên thử thuốc. Có nhiều lý do để các bạn trẻ muốn thử công việc mới lạ này. Sau những đợt thử thuốc này thì sẽ có bồi dưỡng của viện. Nhưng mà đấy cũng không phải động lực của giúp tôi có thể là tham gia chương trình này. Tham gia chương trình này thì có thể là do tôi cảm thấy là thử thuốc có thể giúp cho tôi công việc sau này. Động lực giúp mình tham gia chương trình này có lẽ là đi cùng bạn bè cho vui. Mà đến với viện trên đây thì ở trong cùng cái căn phòng ở lại với mọi người như thế rồi có cơ hội giao lưu kết bạn với mọi người thì cảm thấy khá là thú vị. Nhưng không phải ai muốn thử thì đều có thể làm được, do phải trải qua quy trình khám sức khỏe và chỉ những ai đủ điều kiện mới được chọn làm tình nguyện viên thử thuốc. Cái tiêu chuẩn chung của người tình nguyện đây là để người tình nguyện khỏe mạnh, đủ năng lực hành vi dân sự, tuổi từ 18 cho đến là 55 và chỉ số cân nặng trên chiều cao là từ 18 cho đến 25 và không có bệnh truyền nhiễm. Các bạn đủ điều kiện như thế thì gần như là các bạn đã có thể là tham gia được nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học giữa loại thuốc mới được sản xuất so với thuốc gốc đã được các nước tiên tiến trên thế giới thực hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên ở nước ta, hoạt động này mới chính thức được tiến hành từ năm 2007. Một hoạt động đặc thù của ngành y có thể gây rất nhiều tò mò với nhiều người. Còn đối với các tình nguyện viên, đây đơn thuần chỉ là một việc làm thêm, vừa để thêm thu nhập, lại có những trải nghiệm mới lạ trong đời. Phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản. Cái thông Noel đặc biệt được làm từ những hộp sữa dành cho trẻ em nghèo ở Hy Lạp. Sáng nay, Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân đã khai mạc tại tỉnh Fukushima của Nhật Bản với trọng tâm thảo luận về việc đưa hạt nhân trở thành năng lượng an toàn và hỗ trợ các quốc gia mới tham gia vào lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng này. Hội nghị do Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đồng chủ trì với sự tham dự của khoảng 130 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Kenichi Gemba cho biết. Nhật Bản muốn chia sẻ kinh nghiệm từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm 2011 và hợp tác với các nước trên thế giới nhằm giảm bớt những nhà máy hạt nhân đã xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ. Nhật Bản dự định đón một phái đoàn chuyên gia hạt nhân của IAEA vào năm 2013 để trao đổi phương thức đóng cửa nhà máy hạt nhân. Trong khi đó, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano nhấn mạnh các biện pháp quan trọng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân sau sự cố Fukushima, đồng thời khẳng định IAEA sẽ duy trì và thực hiện tất cả những cải tiến cần thiết về an toàn hạt nhân để đảm bảo rằng các vụ tai nạn tương tự sẽ không tái diễn. Kết thúc phiên họp toàn thể trong ngày hôm nay, hội nghị đã ra văn kiện tổng kết, trong đó nhấn mạnh việc chú trọng các vấn đề an toàn và hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong kế hoạch hành động về an toàn hạt nhân của IAEA. Đây là kế hoạch yêu cầu các nước thành viên thực hiện đánh giá an toàn của các nhà máy hạt nhân và nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan giám sát. Tiếp sau đây là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Hôm qua, con tàu du lịch 5 sao Oriana đã phải thả neo tại Anh sau khi nhiều hành khách trên tàu bị nhiễm norovirus, một loại virus dễ lây lan, gây các chứng nôn mửa, co thắt dạ dày, tiêu chảy, đau đầu và chuột rút. Có tổng cộng 1.800 hành khách đã ở trên con tàu, tuy nhiên không rõ số nhiễm bệnh là bao nhiêu.
Theo các hành khách đi trên tàu, nhiều người đã ngã quỵ ở hành lang cùng nhiều nơi khác trên con tàu, trong khi nhiều người khác đã được yêu cầu ở trong phòng của họ suốt 48 tiếng nếu bị nhiễm bệnh. Hiện giám đốc điều hành của con tàu đã xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho các nạn nhân. Phần lớn miền Bắc Italia đã chìm dưới lớp tuyết trắng trong suốt ngày hôm qua. Tại thành phố Turin và Milan, nhiều nơi tuyết phủ dày đến 10cm, cản trở lối vào thành phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đẩy nhiệt độ giảm mạnh. Chính quyền địa phương cho biết đã sẵn sàng triển khai kế hoạch khẩn cấp để đối phó với các trận mưa lớn. Dự báo nhiều trận mưa cũng sẽ đổ xuống các vùng khác nhau của miền Nam Italia trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Tại Rumani, tuyết rơi dày cũng ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện và nhiệt sưởi ấm trong cả nước trong vài ngày qua. Sáng nay, nhiều tỉnh của Trung Quốc đã bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Tại các tỉnh Sơn Đông, Trùng Khánh, sương mù đã gây ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và khiến hàng trăm xe bị mắc kẹt tại các lối vào đường cao tốc. Hàng chục đường cao tốc có tầm nhìn dưới 100 mét đã buộc phải đóng cửa. Nhiều chuyến bay bị hoãn lại và hủy bỏ. Cảng Thanh Đảo cũng phải tạm ngừng hoạt động do sương mù kéo dài, khiến hơn 50 con tàu bị mắc kẹt. Các chuyên gia thời tiết tại nhiều thành phố đã ban hành cảnh báo sương mù và dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn kéo dài. Ngày hôm qua tại trung tâm thành phố Athens của Hy Lạp, các tình nguyện viên thuộc Hội Y sĩ Thế giới đã dựng một cây thông Noel từ các hộp sữa do người dân địa phương quyên góp để tặng các trẻ em nghèo. Chi nhánh Hy Lạp của Hội Y sĩ Thế giới bắt đầu hoạt động cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, hội đã thành lập nhiều trạm y tế chăm sóc sức khỏe miễn phí và ngày càng được nhiều người dân ủng hộ. Trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, thường chỉ có những người nhập cư mới đến các phòng khám miễn phí. Còn bây giờ, phần lớn các bệnh nhân đến khám lại là người Hy Lạp, trong đó có nhiều gia đình nghèo tới mức trẻ em không có đủ thức ăn. Trong số các bệnh nhân của chúng tôi, ngày càng có nhiều trẻ em và là trẻ em Hy Lạp, chứ không chỉ là những trẻ em nhập cư. Các em không có gì để ăn hoặc ăn bất cứ khi nào tìm thấy được một thứ gì đó. Khi cuộc khủng hoảng ảnh hưởng càng nặng nề, thì người dân càng cần được hỗ trợ nhiều hơn. Vì vậy, cho dù chỉ là một euro, thậm chí là một hộp sữa hay một gói cơm, cũng rất có giá trị đối với nhiều người. Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Hy Lạp, với tỷ lệ nghèo đã tăng lên 20% và tỷ lệ thất nghiệp là 26%. Hiện công việc chăm sóc sức khỏe, thậm chí là cung cấp nhu cầu cơ bản cho người dân Hy Lạp và người nhập cư đang gặp rất nhiều khó khăn và các bác sĩ trong Hội Y sĩ Thế giới đang phải làm việc nỗ lực hơn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.